Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu. Cơ sở đồ gỗ Đồ Hiền Lành đã có mặt rất sớm tại nhà cụ Nguyễn Thị Lưu, 92 tuổi, tại thôn Đỗ Xuyên, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi có mặt rất sớm để bàn giao cho gia đình cụ một bộ hoành phi câu đối làm trên nền chất liệu gỗ vụ. Và khi đi vào lắp đặt thì chúng tôi có dọn các cái bộ đỉnh đồng xuống để cho cụ lau dọn lại cho sạch sẽ để chuẩn bị cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp sắp tới. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái không gian phòng thờ cũng như là không gian phòng khách của gia đình nhà cụ. Chúng tôi đã treo lắp xong bộ hoành phi câu đối cộng với đó là một chữ phúc, được làm với theo yêu cầu của gia đình anh Vũ Văn Hiền. Hiện tại anh đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Anh là con rể của cụ và anh đã đặt hàng online qua mạng tại cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lanh một bộ hoành phi câu đối làm trên nền chất liệu gỗ vụ. Chữ phúc treo phía dưới được làm chất liệu gỗ hương đá. Toàn bộ chữ Hán Nôm được thép vàng Đài Loan, phủ hoàng kim. Đó là phủ một lớp bóng bằng sơn nhật. Thì chúng tôi đã bàn giao uy nghi vào cái không gian phòng thờ cũng như phòng khách rất là sang trọng, tôn thêm cái vẻ uy nghi tại cái không gian phòng thờ. Và phía dưới đó là một bộ ban thờ gia tiên cũng được làm chất liệu gỗ vụ. Và bộ đỉnh đồng thì gồm có 10 món, đó là một đỉnh, hai hạc, hai ống đũa và hai đèn, ba quả đài, cũng được bố trí sao cho đúng với cái không gian phong thủy. Và về kích thước của hoành phi câu đối thì chúng tôi cũng giới thiệu, cũng báo qua cho quý khách được tham khảo. Kích thước của câu đối được làm với chiều dài là 1m97, chiều rộng là 28 và chiều dày là 4 cm. Thì 28 thuộc cung Đăng Khoa, 1m97 thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng. Và bức hoành phi, đây là bức hoành phi lồng cuốn thư, hay còn gọi đây là mẫu thịnh hành, đang được rất nhiều người sử dụng trên toàn quốc Việt Nam. Và chúng tôi là tổng kho đại lý cấp 1, cung ứng tới tất cả quý khách buôn cũng như khách hàng tiêu dùng trong cái dịp Tết Nhâm Dần được sử dụng các cái bộ sản phẩm hoành phi lồng cuốn thư. Và phía dưới bức hoành phi là một chữ phúc vuông 50, cũng được thép vàng Đài Loan, làm trên nền chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Đây là một bộ combo sản phẩm rất là đẹp, được lên màu cánh gián sáng. Bức hoành phi thì làm với thông số kích thước dài 1m97, chiều rộng 67, tấm ván là dày 3 cm, còn về câu đối là dày 4 cm. Câu đối vế phải chạm tổ tông công đức Thiên Niên Thịnh, ý nói là tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức để mong cho muôn đời thịnh vượng. Đối với vế trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, ý là con cháu có hiếu có thảo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Câu đối và hoành phi được điêu khắc chữ Hán Nôm có phụ đề tiếng Việt phiên dịch ở phía dưới, giúp quý khách hàng dễ hình dung hơn. Quý khách hàng muốn xem chi tiết bộ sản phẩm này có thể qua địa chỉ, đó là cụ Nguyễn Thị Lưu tại thôn Đỗ Xuyên, Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, hoặc có thể truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, hoặc truy cập vào Zalo 0986 883349. Chúng tôi có rất nhiều các hình ảnh ở trong Zalo. Hoặc liên hệ với hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý vị các cái thắc mắc. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video.